Chào các bạn. Trong cái video lần này thì Tịnh cùng với cộng sự sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kỹ thuật nhảy dây. Nhảy dây được mệnh danh là một trong những môn thể thao phát triển thể chất toàn diện sau môn bơi lội mà thôi. Bởi vì trong khi mà chúng ta nhảy dây thì tất cả các tổ hợp cơ trên cơ thể chúng ta đều được vận động, đều được hoạt động. Ngay kể cả não bộ của chúng ta cũng sẽ được thư giãn. Và nhảy dây là một trong những cách để chúng ta tập cái bài tập thư giãn, tức là thật bài tập về thả lỏng. Yếu tố thả lỏng trong võ thuật rất là quan trọng, bởi vì để chúng ta thực hiện một kỹ thuật nhanh, mạnh và chính xác thì điều đầu tiên chúng ta cần phải tập đó là cần thả lỏng. Và tiếp theo là chúng ta cần phải tập cái cách để phối hợp các nhóm cơ với nhau. Ví dụ chúng ta tập phối hợp đòn tay và đòn chân, phối hợp các nhóm cơ để làm sao tạo ra một cái đòn đánh có một cái lực tốt nhất. Nhảy dây cũng là một trong những bài tập, là một trong những môn thể thao mà ai cũng có thể luyện tập được. Và chúng ta có thể luyện tập ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Những nhà nghiên cứu về thể thao đã nghiên cứu được, đó là những người mà tập nhảy dây đó, những người mới luyện tập thì 10 phút luyện tập nhảy dây nó tương đương với khoảng 30 phút chúng ta chạy bộ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái kỹ thuật nhảy dây. Chúng ta sẽ đến với kỹ thuật nhảy dây đầu tiên. Đối với kỹ thuật nhảy dây đầu tiên thì chúng ta chú ý đó là khi mà nhảy thì chúng ta cái cổ tay, chúng ta sử dụng cái cổ tay để dùng lực quăng thôi. Chúng ta không dùng lực của cả cái cánh tay của chúng ta. Nếu mà chúng ta sử dụng lực của cả cánh tay thì chúng ta sẽ rất nhanh mỏi. Và cái trỏ của mình sẽ khép lại để nó đỡ mỏi và nó có cái trụ vững chắc. Còn đối với cái chân thì chúng ta sử dụng bằng lửa bàn chân trên, không sử dụng bằng cả cái gót. Bởi vì khi mà các bạn nhảy mà hạ một cái gót xuống đó, thì trọng lượng cơ thể sẽ dồn lên cái vùng S này, nó sẽ rất dễ nguy hiểm và các bạn sẽ dễ bị thoát vị địa đạo luôn đó. Và nếu như các bạn mà nhảy mà không trùng gối xuống thì trọng lượng cũng sẽ dồn tiếp lên cái gối, và cái gối của chúng ta rất dễ bị hư. Ngay cả cái sơ mi của chúng ta cũng vậy. Chính vì vậy chúng ta sẽ sử dụng bằng lửa bàn chân trên, và khi mà hạ xuống thì chúng ta hơi trùng gối một chút để giảm cái độ sung của và cái trọng lượng cơ thể của chúng ta. Sử dụng lực của cổ tay, khép tay lại một chút. Sử dụng lửa bàn chân chân trên. Cái gối hơi trùng một chút, hơi trùng một chút. Trong quá trình chúng ta nhảy thì chúng ta nhớ là thả lỏng toàn thân, thả lỏng. Kỹ thuật số 2 là chúng ta sẽ tập cái kỹ thuật nhảy chạy tại chỗ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tập bằng không dây trước. Chúng ta sẽ nhảy chạy nhẹ nhàng tại chỗ. Nhẹ nhàng, nhấc nhẹ nhàng lên, thật thả lỏng. Sau đi khi mà chúng ta quen chạy tại chỗ rồi, chúng ta bắt đầu làm quen với dây nhảy. Cũng như vậy, cũng nhẹ nhàng. Sử dụng lực của cổ tay, khép cái trỏ lại một chút. Rồi, thả lỏng nhẹ nhàng. Tập trung vào hơi thở, giữ hơi thở điều hòa. À, sẽ đến với kỹ thuật số 3. Kỹ thuật số 3 là kỹ thuật nhảy dây chạy di chuyển. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tập cái bài tập bổ trợ, đó là chúng ta sẽ chạy trước. Ta sẽ chạy nhẹ nhàng. Tiếp đất bằng lửa bàn chân trên, hơi hạ trọng tâm vào cái gối một chút. Chạy lên chạy xuống. Sau khi chúng ta quen rồi thì chúng ta bắt đầu kết hợp với dây nhảy. Chạy. Thả lỏng. Trong quá trình nhảy thì chúng ta hãy tập trung để thả lỏng, thả lỏng nhẹ nhàng. Khi thả lỏng và điều hòa hơi thở thì các bạn sẽ nhảy được lâu hơn và không có mệt. Kỹ thuật số 4 thì chúng ta sẽ tập cái bài tập nhảy dây nâng cao đùi. Chúng ta nâng cao đùi lên. Chúng ta có thể nâng cao đùi di chuyển, có thể lùi vào. Trong quá trình nhảy chúng ta giữ hơi thở điều hòa.
đến với kỹ thuật số 5. Kỹ thuật số 5 là chúng ta sẽ đá cái chân về trước, rũ chân về trước. Rũ, rũ, rũ. Chúng ta có thể di chuyển, nếu mà chúng ta làm tốt chúng ta có thể di chuyển lên, tiến lên lui về. Chúng ta sẽ cùng đến với kỹ thuật số 6. Kỹ thuật số 6 là chúng ta sẽ nhảy thả lỏng bằng cách là chúng ta sẽ nhảy một bước và chúng ta đạp một bước, tức là mỗi chân chúng ta sẽ nhảy 2 lần. Đầu tiên chúng ta sẽ tập ở ngoài trước, chúng ta sẽ nhảy 1, 2, chúng ta đổi chân, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, sau khi chúng ta làm quen rồi thì chúng ta bắt đầu tập với dây nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, bắt đầu nhảy tăng dần, tốc độ dần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kỹ thuật số 7. Kỹ thuật số 7 thì chúng ta có thể tập cái bài tập là nhảy bằng một chân. Thì tùy theo chúng ta mới tập thì chúng ta sẽ mỗi chân ta nhảy 10 lần thì chúng ta đổi bên. Có một chân lên, rồi chúng ta nhảy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ta đổi chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta có thể di chuyển. Đó, di chuyển. Di chuyển. Rất nhiều những cái bài tập nhảy dây khác. Và bây giờ thì Tình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một kỹ thuật nâng cao một chút. Đó là các bạn nhảy 2 vòng thì một lần nhảy là 2 vòng. Trong tất cả những kỹ thuật từ 1 đến 7 vừa rồi thì chúng ta nhảy lên một lần và chúng ta quay một vòng, đúng không ạ? Bây giờ Tình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách nhảy lên trên và các bạn quăng 2 vòng. Và mỗi một lần nhảy lên thì quăng 2 vòng. Thì để tập được kỹ thuật này các bạn cần phải bật cao hơn bình thường một chút. Bật cao hơn bình thường một chút. Đó. Và cái tay quay của các bạn cần phải tăng tốc độ lên một chút. Bật cao hơn một chút, bật cao một chút, cao một chút, cao một chút, cao một chút, cao một chút. Vừa rồi thì Tình đã chia sẻ cho các bạn 8 cái cách nhảy dây. Có rất nhiều những cách nhảy dây khác. Và nếu như mà làm trong chọn trong một video thì rất là nhiều, có thể là cả 100 cái cách nhảy dây. Trong video này thì Tình cùng với Cộng sự sẽ chia sẻ cho các bạn 8 cái cách nhảy dây trước. Các bạn cứ luyện tập đi, và nếu như các bạn cần thêm những bài tập khác thì các bạn cứ nhắn dưới video này. Trong cái video lần trước Tình có chia sẻ cái tác dụng kỳ diệu của cái việc mà chúng ta tập cái bài tập nhảy dây. Thì Tình sẽ gắn trong cái đường link này, các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn sẽ đọc ở trên cái video mà Tình gắn ở trên video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luyện tập thành công.